Chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao Đông Bắc. Chợ không chỉ là nơi để trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là nơi để gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu văn hóa của người dân nơi đây. Chợ phiên thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn, họp theo phiên cứ 5 ngày nhóm chợ một lần, bắt đầu từ tờ mờ sáng cho đến chiều tối. Các mặt hàng được bán ở chợ phiên đa phần là các sản phẩm của người Hờ Mông, được nuôi trồng một cách thủ công đem đến đây để bán. Chợ phiên không biết được hình thành từ khi nào. Theo các cụ cao niên ở đây, thì từ khi còn nhỏ, các cụ đã thấy chợ nhóm họp. Từ lúc 10 tuổi đã thấy cái chợ này. Nó bán đầy đủ mọi thứ cho dân tộc. Trên trong này nó có những cái, trước đây nó còn nhiều hàng dân tộc. Nhưng bây giờ thì nó kinh hóa nhiều. Đấy, thường thường họ phải đi xuống đây, người ta đi là phải đi từ 5 giờ sáng. Ví dụ như là cái bản mà trông nó mà mình lên khỏi luôn xuống đây này. Thế thì nùng nhã xuống này. Cách thì nếu mà tính đường chim bay thì cũng 5 mây thôi, nhưng mà nó đi được vòng. Như đội khởi đua ấy, nó phải đi vòng ra ngâm 9 cây. Từ đây xuống ra ngâm là 9 cây. Thế nhau mới qua đồ vào nhà nó là mất 4-5 tiếng rồi. Cứ mỗi khi có phiên chợ, người dân dù cách xa hàng chục km vẫn đi bộ tới để mua bán. Họ vượt qua đèo núi, ăn cầm hơi bằng bì gói, chỉ để bán được những sản phẩm với giá rất rẻ. Một cây mía ngọt liệm trồng gần cả năm trời chỉ bán với giá 10.000 đồng. Nếu mà cứ nói ở trên bàn thì đói còn nặng. Thế cho nên là, đấy chú cứ thấy rằng nếu mà cứ xuống nhà xíu ấy, mỗi một tay là cứ bé bé như thế này, nhưng mà cứ ba gói mì tôm bánh ngọt sữa. Ở đấy cứ thứ bảy với lại chủ nhật, người ta cứ xuống từ, thế mà xuống từ chiều chủ nhật thì ở lại lễ, lễ xong thì là ngủ lại đấy. Chứ không ăn cơm. Ăn cơm sáng sau ăn mì tôm về. Trước đây, chợ phiên chỉ bán các sản phẩm của bà con dân bản. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các mặt hàng Trung Quốc đổ sang Việt Nam nhiều với giá rẻ nên được người dân bản mua nhiều hơn. Việc này làm mất đi tính truyền thống của phiên chợ nơi đây, cộng với việc những ngôi chợ mới hiện đại hơn được xây dựng ở Bắc Cạn, chẳng mấy chốc hình ảnh của những phiên chợ này sẽ chỉ còn trong ký ức của người dân. Phóng sự của SBTN tường trình từ Bắc Cạn, Việt Nam.